cùng xe đẩy góc cận cho bé Gillette M330, tiện lợi, hiện đại, đa năng, đưa con đi muôn nơi khám phá những chân trời mới lạ. Khả năng biến hóa linh hoạt chỉ với một nút bấm để từ kích thước nhỏ bằng chiếc vali như thế này có thể biến thành một chiếc xe đẩy như thế này. Góc cận tiện lợi nên dễ dàng để trong cốp ô tô, đi về quê thăm ông bà, đi dạo chơi công viên, ngắm nhìn phố xá hay thậm chí là đi du lịch xa nhà bằng máy bay đều cực kỳ tiện lợi luôn. Tựa lưng nghiêng 3 nốt, tùy chỉnh theo vóc dáng và thể trạng của bé để con ngồi chơi, ăn uống hay nằm ngủ đều dễ dàng và chu đáo trên mọi hành trình. Nhà mình có thể kết hợp tựa lưng và tựa chân nghiêng từ 5 đến 45 độ để con có dáng ngồi thoải mái và khoa học nhất. Nhà ai có em bé sơ sinh vẫn có thể an tâm sử dụng vì đã có đai an toàn 5 điểm giúp bé có thể nằm thoải mái nhưng vẫn an toàn, không lo bị té hay trượt ngã khi xe cua hoặc phanh gấp. Đặc biệt là phần mái vòm nhiều nốt được làm từ vải lanh chống thấm nước, an toàn cho da, bảo vệ bé khỏi mưa, nắng, khói bụi và các tác động xấu từ môi trường. Đặc biệt, Gillette còn trang bị thêm phần lưới thoáng khí để ba mẹ dễ dàng quan sát bé hơn. Trời mưa, nắng thì đóng vào để che chắn cho bé, trời nóng thì mở ra để tránh nóng bức và hầm bí, tiện lợi sử dụng 4 mùa trong năm. Chưa hết, nhà mình còn có thể đưa bé đi dạo chơi nhẹ nhàng trên mọi địa hình nhờ hệ thống bánh xe chống mài mòn kết hợp với lò xo giảm sốc giúp di chuyển mượt mà trên mọi hành trình. Xe đẩy còn có giỏ đường nước tiện lợi khi dạo chơi ngày nắng, cung cấp đầy đủ nước cho bé và người nhà, cực kỳ tinh tế luôn. Những chuyến dạo chơi sẽ nhẹ nhàng và thoải mái khi nhà mình tìm được người bạn đồng hành tốt cho mọi chuyến đi, không chỉ đem về nhà một chiếc xe đẩy mà còn là sự trọn vẹn trong mỗi hành trình cùng bé. Ngày gì mà không liên hệ Gillette để nhận tư vấn ngay hôm nay. Gillette, dành trọn tình thương cho bé.